Vâng, em vì xin lời chào đến toàn thể quý anh chị khách hàng cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng về xí chất. Ngày hôm nay thì showroom bên em tiếp tục về thêm cho các bác chúng ta với một mẫu xe gầm cao 5 chỗ tuyệt đẹp đến từ thương hiệu Mazda của Nhật Bản. Một chiếc xe mà các bác có thể thấy là có một cái ngôn ngữ thiết kế vừa hiện đại vừa trẻ trung, đặc biệt là cũng được trang bị rất nhiều công nghệ và nhiều tính năng. Đây cũng là một trong những cái dòng xe mà có thể nói là ăn khách trong phân khúc 5 chỗ gầm cao hiện nay. Vậy thì với một cái sản phẩm được sản xuất là năm 2021 và chiếc xe này của em thì đây, các bác có thể thấy là công tơ mét hiện tại của xe nó mới dừng ở mức có 2.9 thôi. Và đương nhiên là tất cả tình trạng của chiếc xe này thì em Việt sẽ cam kết cho các anh chị ta là còn nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích và bao check test thoải mái để các anh chị ta có thể là hoàn toàn yên tâm khi mà các anh chị ta tin tưởng lựa chọn một cái sản phẩm tại showroom của em Việt. Vậy thì chúng ta có thể đi ngay vào cái phần nội thất. Thì đầu tiên thì các bác có thể thấy là chiếc xe được trang bị với vô lăng 3 chấu này, bọc da. Và các bác có thể thấy là các chi tiết trên vô lăng thì nó cũng còn quá mới luôn. Chúng ta sẽ có cho em đó là tính năng ga tự động Cruise Control, nghe thoại rảnh tay, đèn auto và gạt mưa auto. Toàn bộ táp lô của xe thì Mazda họ sử dụng các chi tiết nhựa mềm. Điều này nó sẽ tăng cái khả năng cách âm và giảm thiểu tiếng ồn ở khoang động cơ vọng vào bên trong cái không gian nội thất. Nên là đi cái dòng xe này các bác có thể thấy là nó cũng khá là êm. Ngoài ra thì đây các bác thấy là xe được trang bị chúng ta là đề nổ start top này. Hệ thống điều hòa của nó thì được trang bị tới hai vùng độc lập. Ngoài ra thì chiếc xe này còn có chế độ lái sport phanh tay điện tử. Đấy, các chi tiết ở trên khu vực bản táp lô thì chúng ta họ sử dụng cho chúng ta đó là các chi tiết vân gỗ. Đấy, và các chi tiết viền chrome. Được chưa? Đầu đĩa DVD, màn hình, cam lùi. Gương của xe thì cũng là gương chiếu hậu chống chói. Và đặc biệt là các bác chúng ta còn có cho em là cửa sổ trời. Được chưa? Một mẫu xe mà được trang bị khá là nhiều công nghệ. Thêm nữa thì các bác có thể thấy là hệ thống âm thanh của xe nhá. Thì đây ạ, vâng, nó được trang bị là loa Bose rồi. Đấy, và trên cái phần này nó cũng có loa này. Rất là hay. Nội thất thì cũng còn rất là mới luôn. Vâng, rất là mới luôn. Vì chiếc xe chạy có 2.9 thì các bác có thể thấy là cũng khá là ít với một chiếc xe đời 2021. Vậy thì với cái hàng ghế thứ hai thì các bác chúng ta cũng có thể quan sát giúp em nhé. Đây ạ, ghế da của zin nguyên bản theo xe này, nhưng mà theo thời gian nó vẫn còn như mới. Và có thể nói là mở cửa ra vẫn còn thơm phương phức mùi da mới luôn các bạn. Phía sau này chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa cho em này. Các chi tiết phần trần thì đây, các bác thấy là chủ nguyên nhân cũ ta giữ cũng rất là sạch đẹp nhé. Các chi tiết bản lề thì đây ạ, nguyên zin nguyên bản toàn tập cho anh chị từ A đến Z, không một lỗi nhỏ. Đó, các bác thấy ok chưa? Tắp pin cửa thì các bác có thể thấy là họ cũng kết hợp các chi tiết nhựa mềm mà da may đường chỉ cam tạo điểm nhấn này. Ở đây chúng ta có chi tiết vân gỗ nhá, tay nắm cửa mạ chrome. Và các bác có thể thấy độ zin nguyên bản của xe thì đây. Đấy, cam kết là không một lỗi nhỏ, màu đỏ ruby là màu đẹp nhất của Mazda. Đúng không ạ? Vậy thì quay trở lại với cái hàng ghế trước thì các anh chị chúng ta có thể thấy là ở đây thì xe được trang bị chúng ta cốp đóng mở điện này, cân bằng điện tử chống trượt, chế độ i-stop độc quyền của Mazda và cảm biến cảnh báo va chạm. Cái chi tiết cửa gió điều hòa thì họ thiết kế cũng khá đẹp mắt với viền chrome. Đấy, đây các anh chị nhìn này, nhựa mềm nhé, và có độ lõm. Xe sẽ được trang bị chúng ta với ghế lái là ghế chỉnh điện này. Đấy, các chi tiết ghế thì các bác có thể thấy là còn rất là mới nhá. Đấy, cái form ghế nó dày, các anh chị đang ngồi vào cảm giác nó êm. Đó, và ở giữa đường lỗ thông hơi thì nó thoáng, nó không bị bí như là những cái dòng xe khác. Và da của chiếc xe này thì cũng gọi là khá là xịn sò. Đây các anh chị nhìn này. Đấy, phanh tay điện tử auto hold có này. Hệ thống điều hòa của nó thì đây các bác nhìn cho em nhé. Đó, hai vùng, được chưa ạ? Khóe vô lăng này, xe chạy rất mới luôn, được chưa? Đây, các chi tiết bản lề các anh chị có thể cũng quan sát giúp em luôn nhé. Bao zin nguyên bản toàn tập cho anh chị, không một lỗi nhỏ. Anh chị nào cảm thấy lăn tăn các bác có thể là đem đi check test chính hãng toàn quốc trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc xe này. Đấy, keo chỉ zin này, loa âm thanh này, đến từ thương hiệu Bose cực kỳ cao cấp. Xe này trang bị chúng ta một kính auto nhé, gương chỉnh điện mà có gập gương. Đấy, và các anh chị có thể quan sát giúp em từng con ốc bản lề này, từ cái móc khóa của nó này. Đấy, nguyên zin nguyên bản, không một lỗi nhỏ. Đó. Vâng, vậy thì trước mặt các anh chị, em Việt ngày hôm nay đang có đây đó là một mẫu Mazda CX-5. Con này của em thì nó là một cái phiên bản được trang bị động cơ máy 2.0 bản luxury chị nhá. Cái bản này thì bây giờ lăn bánh nó vẫn rơi vào khoảng 850. Đấy, xe thì được trang bị chúng ta với một bộ la răng đa chấu thiết kế cực kỳ đẹp mắt, và kích thước của nó thì lên tới là 19 inch. Đây là lốp theo xe cả dàn anh chị nhá. Đây các anh chị điết lốp là điết lốp trước một đời xe. Con này là 4 lốp theo xe cả dàn, gai còn giấy bịch, được chưa ạ? Ngoài ra chiếc xe này được trang bị chúng ta với 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Đó. Và đây các anh chị nhìn xem này, những đường mép cánh cửa của nó đây. Đấy, rất liền lạc và thẳng tắp từ trên xuống dưới. Đấy, tay nắm cửa mạ chrome mà tích hợp cảm biến khóa mở cửa. Ngoài ra thì các anh chị ta còn có cho em là xi nhan ở trên gương. Đấy, toàn bộ viền cửa kính thì các anh chị ta thể thấy là cũng được lẹp chrome rồi.
Có thể nói là với ngôn ngữ Kodo thể thao thì thực sự đây là một trong những cái mẫu xe mà có kiểu dáng thiết kế đẹp nhất trong phân khúc của mình, đúng không ạ? Form dáng đẹp, động cơ máy 2.0 với công nghệ SkyActiv cũng là một trong những dòng động cơ đi lành, bền và tiết kiệm nhiên liệu. Vậy thì tiếp tục về cái phần đầu xe nhá, thì các anh chị chúng ta có thể quan sát giúp em này. Ở cái thế hệ này thì chúng ta có thể thấy là những cái đường nét thiết kế của chiếc Mazda trở nên đẹp mắt và tinh tế hơn. Hệ thống đèn pha mảnh mai, và các bác thấy là bên trong thì chúng ta có một bóng đèn bi và xung quanh là viền đèn LED. Phía trước thì chúng ta sẽ có cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và phía sau. Cái mặt cản ca lăng thì bây giờ họ sẽ thiết kế hơi thụt vào và nhô lên, đó là cái logo Mazda. Và cái thiết kế các chị nhìn cho em này, cái mặt cản ca lăng của nó rất đẹp mắt và hiện đại, đúng không ạ? Kết hợp với các chi tiết ốp chrome tạo điểm nhấn cho cái phần đầu của chiếc CX5. Vâng, và các chị chúng ta có thể ngắm tổng thể ngoại thất của chiếc xe giúp em nhé. Phía dưới này chúng ta còn có hai cái đèn LED định vị ban ngày và đèn gầm cũng là đèn LED luôn. Đó, và một mẫu xe mà phải nói là có kiểu dáng thiết kế rất đẹp mắt này, các bác nhìn giúp em này. Đấy, ngoại hình không chê được, đúng không ạ? Và bao zin nguyên bản toàn tập nhé, 2021, lăn bánh 2.9, lướt đường lượt. Đây ạ, anh chị nhìn xem đèn pha của nó này, không một tì vết, những cái đường mép này. Đấy, nó phải thẳng tắp, những đường gân dập nổi trên cái lắp capo cũng vậy nhá. Đấy, đường mép giữa thân xe bằng cản trước các bác nhìn này. Đấy, la răng đây, cũng gần như không một vết xước sát. Con này là 4 lốp theo xe cả dàn nhá. Vâng, 4 lốp theo xe đến 2020, cũng vay bên trong còn trắng phao phao. Và máy em đang nổ máy đấy, nhưng mà các bác có thể thấy là tiếng động cơ thì nghe nó rất là êm. Đấy, những đường mép này thẳng tắp từ trên xuống dưới, được chưa ạ? Vậy thì các bác có thể ngắm tổng thể ngoại thất của chiếc xe này giúp em. Như em nói là màu đỏ ruby cũng là một cái màu đẹp nhất của Mazda rồi. Đấy, vậy thì các anh chị chúng ta thì cùng em đi về cái hàng ghế, cái phần cốp sau nhá, đuôi phía sau của xe này. Thì phía sau chúng ta sẽ có một cái đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao này, cản mưa kính phía sau. Đấy, líp cản thể thao, đây là cái chi tiết mà chủ nhân cũ người ta đã nâng cấp lên cho các anh chị ở phía dưới. Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Cái phần đèn hậu thì các bác có thể thấy là họ thiết kế cũng rất tinh tế, mảnh mai, bo tròn với các chi tiết nhựa bóng piano ở phía trên này, tạo điểm nhấn này. Đấy, có thể nói là ngôn ngữ thiết kế của Mazda thì đúng là không chê được các bạn. Đây chị nhìn xem này. Đấy, những đường mép giữa thân xe và cản sau này, thẳng tắp như này. Rất là ok. Đây, bản này bản luxury nhá, động cơ máy 2.0. Thì cái bản này bây giờ trong hãng nó đang chào bán lăn bánh nó rơi vào khoảng 850. Phần cốp sau thì đây, các bác có thể thấy là xe được trang bị cốp điện rồi, đóng mở điện. Và chúng ta sẽ có một cái khoang cốp thực sự rất là rộng để các chúng ta tha hồ để đồ. Cái này là cái lót ở trên tablo này, bác nào thích thì chúng ta có thể là để lên nhá. Đấy, cái chi tiết các bác có thể thấy là theo thời gian còn rất là mới. Quan trọng là độ zin, các anh chị nhìn cho em những cái vết đính tán của nó đây. Đấy, không một tì vết. Từng ốc cũng vậy các chị nhá. Đây ạ, các bác nhìn này. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Nguyên zin nguyên bản. Chiếc xe này thì đây, lốp dự phòng chúng ta sẽ có ở dưới. Loa bầu dưới này chúng ta có loa trầm này. Con này thì gần như là lốp dự phòng chưa chạm đất nhá. Các chi tiết các bác nhìn cho em, đồ đạc kích thay thế nó còn mới tinh luôn, gần như chưa sử dụng. Đây ạ, các chị nhìn cho em những vết đính tán của nó này. Đấy, cốp đóng mở điện thì bằng một nút bấm thôi. Thì các bác có thể thấy là cốp sau của xe nó sẽ hạ xuống cho các chị chúng ta như này. Và đẹo với công nghệ động cơ máy SkyActiv thì các bác có thể thấy cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe này, nó có 7,13 lít xăng cho 100 km hỗn hợp, đường ngoài đô thị ăn có 5,95 lít xăng. Siêu tiết kiệm, đúng không ạ? Vâng, vậy thì đó là cái phần ngoại thất và nội thất của chiếc CX5 2021 mà em Việt đang có nhá. Và bây giờ để giúp anh chị chúng ta đánh giá cái chi tiết chiếc xe này hơn thì em sẽ quay các bác với cái phần động cơ. Vâng, về cái phần động cơ của xe thì đây, các bác có thể thấy là em đang để nổ máy đấy, nhưng mà máy thì nổ nó quá êm luôn. Đương nhiên là với chiếc xe mà lăn bánh có 2.9 thì phải bao zin cũng bắt toàn tập từ A đến Z rồi. Anh chị nhìn cho em này, keo zin nó rong ràng cò nhé. Tất cả từ nóc các bác có thể thấy vẫn còn đánh 7 màu. Đấy, không một tì vết. Bao check test nhé. Các anh chị chúng ta mà phát hiện ra xe đâm đụng va chạm thì bên em hoàn tiền lại cho anh chúng ta 100%. Ốc capo này. Đấy, cái chi tiết đây, giảm sóc này. Các bác có thể quan sát giúp em. Nguyên zin nguyên bản. Đấy, capo đây này. Các bác có thể thấy ok chưa? Đó. Đây ạ, tiếp tục này. Vâng, như này anh chị đã cảm thấy yên tâm về chất lượng của chiếc CX5 chưa? Vâng, vậy thì với mức giá ngày hôm nay dành cho chiếc CX5 màu đỏ 2021 bản 2.0 Luxury, em Việt đang chào bán cho mẫu xe này với con số là 730 triệu có thương lượng cho anh chị nào quan tâm và thiện chí nhé. Thì các bác trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho em theo số hotline là 0947598859 để bên em hỗ trợ và tư vấn cho các bác cụ thể về các thủ tục mua bán sang tên đối chủ với mẫu xe này, được không ạ? Một lần nữa rất là cảm ơn các chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc các chị một ngày mới thật vui vẻ và nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xe Chất.